À, chào chị, không biết là chị quan tâm đến vấn đề này gì? Dạ, cái da em bị nám chị, À, với lại bị già trước tuổi, có 35 như 45 tuổi. không sao, mình có giải pháp hết. Bây giờ mời chị soi da để chúng ta biết được rằng là nám của mình là do nám nội tiết tố hay là nám do nắng mặt trời ha. Rồi nếu như chúng ta biết được thì chúng ta có thể sử dụng công nghệ LPRP. Đây là công nghệ mà trị nám siêu Việt đến từ Mỹ, được FDA công nhận ha chị ha, Dạ là làn da của mình sẽ được sáng lên. nói cho em cũng nhờ chị Mai tư vấn cho em chứ hả, chồng em thấy em vậy bỏ ra ngoài kiếm vợ bé rồi, bây giờ là chị Mai làm sao để cho em trẻ hơn con tiểu tam đó em mới chịu. Rồi, sẵn sàng. Thôi bây giờ có một câu hỏi vui vui để cho mình hạ hỏa ha. Bây giờ đố chị á, là đàn ông gì trên thế giới mà có sữa? À, cái này có quà không? Có quà. Có quà À... hả? Dạ, em đoán là ông Wow, Thọ. sao vậy đó? Sao mọi người nó giỏi ghê, nhiều khi bài đó nó vui vui, hỏi vui vui một tí cho mọi người tinh thần được thoải mái mà ai cũng đoán đúng hết á. Thôi vậy bây giờ vừa có quà là dịch vụ NanoCell mà vừa điều trị nám cho mình thật là trẻ, thật là đẹp, về là ông xã cũng phải là hú hồn với mình luôn Thôi em đặt á. hết niềm tin vô chị Mai với thẩm mỹ viện chứ em muốn vào quá. Làm luôn nha. Dạ. Bữa nay là được lần thứ 5 rồi em. Lần Nên thứ là chị năm. cảm thấy là cái làn da của chị nó trên cả tuyệt vời.